Dạ các em, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải cái bài training 3 của trong phần ôn tập. Thì trong bài training 3 này mình có 7 project. 7 project thì mỗi một project nó có 5 đến 7 task. Thì đối với bài training 3 này thì task số cái project số 1 của mình có tổng cộng là 7 7 task. Thì bây giờ mình bắt đầu đi giải từng bài nha. Task 1. Trong cái thư mục mode Thủ Đức mình có cái file Excel highlight.xls và mình chèn cái nội dung đó vào bên dưới cái dòng bio. Mình sẽ tìm hai dòng này, mình sẽ tìm nó để anh chọn này, và mình sẽ vào insert và trong nhóm test á mình chọn là object, rồi mình vô cái thẻ re from file browse và mình chọn cái thư mục mà mod Thủ Đức. Mình đồng tím mình tìm cái file highlight.xs nè, nhấp hai cái và mình ok, mình đợi một vài giây cho máy truyền ra nha. Rồi xong mình đánh dấu nó. Câu số 2, tạo một cái liên kết email cho địa chỉ cho cái bên dưới á, cuối trang á, thì mình email đây để cho hiển thị cái nội dung và test. Mình cho trang bài mình có 3 trang, tô dòng này nha, tô hết trong này. Rồi mình sẽ tô vừa đủ thôi, mình vô phần insert có phần hyperlink nè, bên đây có email email red nè, ở trong cái display á, test tô display nè, thì mình sẽ bắt địa chỉ đây, mình bắt tiếp email ở đây. Và trong phần subject á, mình sẽ copy đây. Mình chú ý nha, cái chỗ này phải hiển thị bên ngoài đó, mình ok thì ở ngoài địa chỉ giống như vậy, nó trùng với địa chỉ email, thì cái chiếc mail tool này nó tự điền vô để kệ nó, mình không quan tâm nha. Rồi, ok nó ra vậy đó, mình giấu vô. Rồi câu số 2, số 3, trong cái thẻ navigation cái bên trái này, bên trái này mình tìm bookmark đây, mình tìm bookmark, mình go to nè và mình tìm cái bookmark. Rồi mình tìm cái taxi taxi mình go tới, rồi kéo qua xem đâu nha, đây nằm đây, yêu cầu làm cái gì, xóa xóa cái dòng đi. Thì để xóa thì mình cho bàn phím á, mình chọn nó mình xóa bình thường thôi, xong mình giấu vô. Rồi câu số 4, thay đổi cái hướng của trang thành gian sang thằng đứng á, dạng đứng á, thì thay đổi trang thì mình có thể mình vô cái phần bố cục nè, mình vô phần orientation nè, mình chọn cái bột trang nè, ra bố trần. Rồi ok, ba trang ba hai trang, từ ba trang hai trang đánh dấu nha. À, câu số 5, thay đổi cái theme cái mẫu của bài này thì mình vô phần design trong cái nhóm mà đắp của mình phòng marketing á, mình tìm cái đúng cái tên đây Italien này, được chưa. Rồi đánh dấu vô. Câu số 6, thêm cái footer ion đắt thì mình thêm insert footer, mình tìm đúng cái tên thôi, ion mà kéo mà tìm nha, chữ y đây 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 đó, cái đường màu xanh đó, nhấp cái rồi mà ấn tôi đóng vô. Rồi xong. Câu cuối cùng trong rồi test số 1, cấu hình Word không in hình nền, thì mình vô file file option trong cái phần cấu hình nâng cao, mình tìm chữ riêng nha, chữ riêng riêng đây riêng này, không là đang mình check vô là in in cái nền, bỏ check đi và cái phần mềm nó chém ok rồi, thì mình thu nhỏ xuống nha, thu nhỏ xuống mình thấy ok, mình nhớ ấn ok nha, ấn chứ lâu này không, nó không có xác nhận nha. Ok cái rồi xong. Rồi thầy vừa dạy hướng dẫn em dạy 7 cái task của cái project số 1, vì thầy qua ấn submit, thầy sẽ qua save xuống, thầy qua tiếp cái project số 2. Ở trong cái project số 2 mình có 5 task thôi, task số 1 áp dụng, cái này cái style
tay tóc của mình. Thì trong cái phần design á, nó sẽ có hai cái nhóm, và một cái theme, một cái style. Thì mình tìm cái style dạng line nha. Đây, ngay cái bộ đầu tiên bên phải. Rồi, dấu câu số 2, thêm số trang ở bên dưới tất cả các trang, cái dạng mà bold number. Mình insert, mình vô bên dưới à, bên dưới mình chọn là bay number nè. Rồi dưới button nè, mình tìm cái dạng là bold number 3. Rồi mình vô cái button, mình chọn bold number 3 B nha. B phở đây 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 đây, bold number 3 nè. Nó ra cái số đây, mình đóng vô và đánh dấu. Câu số 3, thêm cái watermark wrap 1 cho tất cả các trang. Thì để đánh dấu design á, nó trong cái nhóm mà phê bay background á có watermark này, mà tìm cái chữ wrap mà wrap 1 đây, wrap 1 nhấp cái thì cái ngó nè, bên dưới cái wrap nè, làm in giống như bản quyền vậy á, đánh dấu nha. Rồi câu số 4, thay thế tất cả các từ snow border thành skier. Thì mình sẽ vô, nhớ khi mà tìm kiếm như thế mình phải đầu trang nha, đầu trang thì là chọn đầu trang. Rồi mình vô phần home, mình vô tiếp cái relay này ở trong phần firewatch, thì mình thử gõ copy vô. Khi mà copy á, bao giờ nó không ghi khoảng trắng sao nè, xóa nha. Rồi vô C và mình ấn nút relay on thì máy sẽ báo mình tìm 4 cái từ, đóng vô. Rồi câu số 5, task 5, thêm cái chữ read now on edge vào cuối cái shape. Mình tìm cái bên trái nha, cái đây. Hiện tại thì mình có 2-3 cái shape, thì cái shape cuối cùng không có, mình có thêm nó mình chọn nha. Thì bên trái có mũi tên này, nhấp đây cái và nó thường ở trống đây, mình sẽ copy vô, và C rồi V đã có nè, đánh dấu vô. Rồi thầy vừa hướng dẫn cho em dạy được 5 cái task của bài rồi test số 2. Bây giờ mình ấn submit rồi check, ấn nút xếp xuống và mình qua bài rồi test số 3. Ở trong bài rồi test số 3 thì mình cũng có 5 task. Task số 1, cấu hình autocorrect. Mình có chữ NB bằng chữ bao. Thì mình sẽ vô in file, mình vô option, vô chữ Robin, vô autocorrect này, thì mình copy nha, bôi hết cần chữ y đó, nó chấm đó, mình C đây, mình sẽ bắt vô và bôi bằng chữ bao này, mình C bắt vô thì mình sẽ add. Thì khi mình gõ chữ cái chữ NB này chấm thay bên này, đóng nó nha, mình thu nhỏ xuống. Ok ok nha. Rồi ok. Rồi đánh dấu. Câu số 2, thay đổi màu của cái dòng đầu tiên, cái từ cell này sang màu cam. Mình sẽ tìm cái từ đây, nó kêu thay đổi cái màu đầu tiên nè, thì mình tô hết nó rồi, mình nhấp đây kết quả, mình nhấp cái đó, mình nhấp mình chọn nó nha. Rồi mình vô cái màu chữ đây, màu cam, nhớ màu sắc nha, mình có 3 dãy màu. Cái dòng đầu tiên á là có 2 tham số ngăn cách nhau dấu phẩy, cái cụm thứ hai á là có 3 tham số ngăn cách như phẩy, và cái cụm cuối cùng là chỉ 1 tham số thôi. Thì đề bài yêu cầu là 2 tham số, thì mình sẽ tìm ở trong cái dòng đầu tiên màu cam đây ở trên 2 nha. Xong đánh dấu. Rồi qua cái câu số 3, áp dụng sau khoảng cách là 6 phía trước tất cả các đoạn ở bên trong bài, thì mình sẽ bôi hết các đoạn nha, bôi hết tất cả các đoạn bên trong của bài của mình, bôi hết và mình sẽ mình sẽ vô cái bài rap nè, mình vô cái nút nâng cao nè, nút mà bài rap setting nè, nó có dòng là before mình 6. Khoảng cách của dòng dưới cách dòng trên á, phía trên á
6 boy mình thu nhỏ cái ứng dụng đánh ok rồi mở đánh dấu rồi câu số 4 trong cái đoạn cuối cùng mình sẽ highlight nó, mình tô màu lên, mình tô màu lên cuối cùng nè, mình tìm chữ phi đặt chữ phi nè đó. Thì mình tìm chữ highlight này, mình tìm cái màu cái màu xanh ngọc gì á, được chưa? Mình sẽ tô nữa rồi dấu vô. Và câu cuối cùng ở bên dưới đoạn cuối cùng mình vẽ một cái hình vẽ tên là Dao Ribbon này, đây cái khoảng trắng ở dưới này đó, sẽ vẽ bên đây. Thì mình vô insert, mình sẽ vô shape, mình tìm cái đây nó đây là cho chấp cái vẽ một cái nó kêu dưới thôi, rồi nó không cần kích thước thì mình vẽ lại đi rồi mình chỉnh sau. Rồi mình sẽ tạo cái hiệu ứng là intent effect, mình vô cái đây shape tie á, mình sẽ chọn là màu cam đây cái dòng số 6 5 5. Rồi kế tiếp yêu cầu em chiều cao là 1, chiều rộng 3,5, để chiều cao mình chỉnh là 1 nha. Rồi 3,5. Rồi kế tiếp canh giữa, canh giữa là trái và về phải, thì mình vô phần UI này nó có dòng là đây canh theo cái loại giấy nè, nó trang nha, nè nó chọn sẵn rồi thì mình chọn center thôi. Rồi xong đánh dấu vô. Vậy thầy vừa hướng dẫn em dạy xong 5 cái test của bài số 3, thầy ấn submit, thầy qua tiếp bài số 4. Ở trong cái test số 4 này mình cũng có 5 test, rồi mình dạy từng test một nha. Test số 1 áp dụng cái style cho cái bảng bảng đầu tiên, thì mình vô trong cái bài mình xem nha. Thì đây bạn có bài mình có 2 trang, 2 bảng. Rồi mình chọn cái bảng đầu tiên này, nhấp cái hình cái góc trái nè, cái thập nè, mình chọn nó, mình vô design, mình vô phần table style, mình sẽ chọn cái rich table và cái dạng là table 2 trên 1 nha. Rồi chọn nó, mình dấu vô đất 2, thay đổi cái mặt riêng cái là trái rồi phải của cái bảng đầu tiên là 0.1 inch. Mình chọn cái bảng, mình vô layout, mình chọn là property nè. Rồi trong đây mình sẽ có nút option và mình chọn đây là bên trái mình chọn là 1, mình 0.1, bên phải 0.1, trái phải ok. Rồi đánh dấu. Câu số 3, trên cái bảng đầu tiên hãy viết và tách cái dòng đầu tiên với tiêu đề đây, và hai cái cột với hai cột à, cái này có nghĩa nó yêu cầu của tiêu đề này mình sẽ chia cái ô này thành hai cột, thì chia cột mình vô mình bố cục nè, nó có phần clip cell nè, chia ô mình chọn là hai cột và một dòng ok, một cái nó ra hai dòng nè, được chưa? Rồi đánh dấu vô. Rồi câu số 4, chia cái bảng ở giữa nội dung OneNote đây, OneNote à, ý bài này yêu cầu là mình có cái bảng này, mình tách đôi thành hai bảng, từ ngay chỗ OneNote này tách thành hai, thì mình sẽ vô phần bố cục đây nè, clip bảng này nhấp cái đó là chưa. Rồi di chuyển cái bảng mới chứa out cho tới cái chữ Adam đây, cái chữ mà có chứa cái chữ rồi OneNote. Rồi mình sẽ di chuyển bên phải, mình cầm mình chọn nè, đây dưới phím trái nè, kéo đây kéo.
rồi vậy xong rồi mà kéo nó phải thôi. Đánh dấu nha. Câu số 5, cấu hình cái bảng ở bên dưới đây bạn này, mình sẽ có hai cái bảng bạn này, bảng thứ hai sao cho cái rồi cái tiêu đề rebate nghĩa cái bảng này mình có tiêu đề nằm đây, tiêu đề nằm trên trang số 1, nhưng mà qua trang số 2 cái tiêu đề mất đi thì đề bài yêu cầu mình là rebate, nghĩa là lập lại cái tiêu đề ở trên trang kế tiếp. Thì mình để anh chọn nha, mình bôi để anh chọn trong dòng tiêu đề nè, bôi hết cũng được, mình để anh chọn cũng được. Rồi ở trong cái phần mà bố cục á, nó có một cái nút là rebate header row, rồi mình lập lại cái tiêu đề ở trang tiếp theo, nhấp một cái mà kiểm tra có hay chưa nha. Nè chưa, tiêu đề có nè, rồi đánh dấu vô. Rồi thì thầy sẽ qua tiếp cái rotate số 5. Ở trong rotate số 5 này mình cũng có 5 task. Task số 1 di chuyển cái đoạn văn đây. Cái dòng này thôi. Mình sẽ kích phải cắt nó nha. Rồi. Vào vị trí bên dưới của cái menu, bên dưới đây. Giữa cái khoảng trống mà ở giữa cái đường kẻ màu xanh với chữ heo rồi đây nè, và mình sẽ bắt ra đó để chuyển như vậy, mà như cái khoảng trắng này thì mình xóa đi nha, xóa trắng đi. Rồi xong, đánh dấu vô. Câu số 2, ở cuối của trang xóa định dạng của dòng heo off. Mình bỏ hết rồi nè. Mình sẽ vô nút là re-all formatting, mình xóa đi được chưa. Sau đó canh giữa thì mình sẽ vô nhấp canh giữa đây đó. Rồi đánh dấu. Câu số 3, thay đổi cái là của bên dưới cái section red to white. Để thấy được cái section red á thì mình phải vô cái home, mình mở cái nút là show and hide những cái mã ảnh ở trong cái word, nhấp đây cái thì mình sẽ thấy một cái nút nè, section red nè, nó nằm nè. Thì yêu cầu sao thay đổi cái nội dung bên dưới section này sang white mà không làm thay đổi bên trên, thì mình để chọn ở dưới nha, để chọn như này và mình vô phần bố cục nó có dòng margin này, mình chọn chữ white đây, cái dòng trên không đổi nha, nó làm dưới thôi. Rồi đánh dấu vô, rồi mình bỏ dấu đi, mình cho nó nhìn nó đẹp xíu nha, bỏ đi. Rồi câu 4, bên dưới chữ ring đây, chữ ring này mình định dạng độ văn bản chữ Mexico cho tới chữ 2.25 đây, bỏ hết. Định dạng danh sách mặc định thì kem nhấp đây, các nó ra gì kệ nó đó. Rồi xong rồi câu cuối cùng, thay đổi cái dấu danh sách mặc định của danh sách đầu tiên. Mình nhiều cái nha, này có nhiều cái đầu tiên đây, đầu tiên bôi hết này mà bôi hết xuống đây luôn, kéo xuống mình chọn hết. Rồi bằng một cái hình, ý là mình thay đổi 5 dấu chấm nè thành một cái hình taco 300 270 ở trong một phần đất, thì mình vô trong cái phần nâng cao dấu mút tên nha. Ở đây những hình mà có sẵn thì bây giờ mình chọn một cái hình mới nha. Nè, define new project nè. Ở trên mình chọn picture. Mình chọn tiếp cái chữ form a file từ một cái file trên máy tính nha. Và mình vào thêm một mod Thủ Đức. Trong đó của mình mod Thủ Đức. Và tìm cái file đây, taco đây. Mình chèn ra. Nó ra nè. Ok. Đó, được chưa? Rồi, đánh dấu vô. Vậy thầy vừa hướng dẫn em dạy trong năm cái task của bài rotate số 5. Thầy qua tiếp cái rotate số 6. Thì trong cái rotate số 6 này mình chỉ có 4 task thôi. Task số 1, định dạng cái tiêu đề heading 1 cho chữ file step, mình tìm nha, Ctrl C,
bắt máy tìm chọn V tài chữ copy bôi hết Ctrl C và bôi hết anh ít xóa nha rồi V nhấp đây cái chọn nó cái rồi mình vô phần mình chọn là hit hitting một đây hitting một rồi đánh dấu câu số 2 tạo ra một cái cho cái trang web cái câu này thì các em nên mở đây thì sẽ mở cái heo lên xem thấy nha kêu nó hơi dài cái bánh thép nè nó mình sẽ vô trong một cái thẻ reference đó mình vô cái phần cái nhóm quản lý cái cầu bài á mình nhấp vô cái manage thuộc và mình thêm vô mình thêm một cái mới và trong cái sụp mình hít vô này nè đây ở trong đây đó mình chọn đây và mình thêm new new nha new và đây mình sẽ làm cái gì đầu tiên á mình sẽ cái sụp mình sẽ đầu web web nha nè web đây kéo xuống web này website nè rồi kế tiếp mình sẽ chọn cái tác giả mình chọn đây và mình sẽ check vô mình check vô cái ô này và mình sẽ gõ vào cái chữ USDA Forest Service bắt đây cái đó rồi kế tiếp ở trong cái name of website á name of website này, mình copy dòng vô đây được chưa rồi và trong cái URL mà copy trang web mình vô Ctrl C kéo nó xíu đây bắt vô rồi và cuối cùng mình sẽ ấn chữ đóng vô xong đóng vô rồi đóng vô là câu số 3 thì bỏ chữ heo nha caption cái hình á có cái hình mình chèn thêm cái tiêu đề bên dưới cái hình cái mình sẽ tiếp cái hình bài mình sẽ có hình đây hình này chọn hình thứ 4 nha đã chèn thêm caption mình vô thẻ reference nó có insert caption nè hoặc mình kích phải á nó có này chưa thì mình để chúng xem trước nè ta chèn vô một cái caption cho cái hình trong đây mình sẽ chọn cái để gõ vào có khoảng trắng nha khoảng trắng nè mình có C mát đây cái đó nó ra như vậy ở bên dưới thì mình chọn ở bên dưới nè bên dưới của cái hình rồi ok một cái đó bây giờ nó kêu là thêm cái square cái cho cái wrapping cho cái caption nha mà mình này nút mình chọn là square bằng bắn bằng tay nha què nếu mình đang mình nhấp đây nha định dạng cái wrapping này cho cái caption chứ không phải cho cái hình này nha rồi ok nè lại nha đó què nè đó rồi mình giấu vô câu số 4 bên dưới của trang đây bên dưới trang là cái đây thêm một cái continuous circle này cái smart arc á để chọn đây mình insert mình tìm smart arc mình tìm cái circle mình tìm cái continuous mình tìm tên không phải đây góc nè cái tên nè rồi mình chèn ra rồi cái tiếp mình sẽ chỉnh kích thước chiều cao là 3 chiều rộng là 6 vô phần giờ mình chọn cái smart arc nha vô format mình kích thước là chiều cao là 3 rồi chiều rộng là 6 rồi kế tiếp thay đổi cái màu là color outline accent mình cho change design mình change color nè mình tìm cái màu color outline đâu change cái này là change color accent 2 sang hôm nay đây outline accent 2 rồi chọn nha rồi cách
cái danh sách bát nó vào trong mà không không bao gồm định dạng danh sách. Vậy mình sẽ bôi này, mình copy vào đây, nhưng mà sẽ không bao gồm số 1, 2, 4, 5. Chọn này nha, nhấp đây cái rồi xóa hết nha, xóa hết đi, rồi kích phải và mình bắt cái dạng mà test thôi, test test bánh còn danh sách danh sách, và mình ấn cần chuẩn mình bắt bình thường thì nó sẽ không còn cái số 1, 2, 3, 4 nữa, được chưa? Rồi nhấp đây cái. Nghĩa bài này yêu cầu mình bắt vô mà không không định dạng danh sách là mất mất cái số đi á. Rồi xong anh ít đóng ở nhà. Ở đây mình có 5 số. Nó yêu cầu mình cắt cắt đi thì cái chỗ này phải cái chỗ nào thì mất đi. Thì ở đây mình sẽ xóa luôn. Cắt vô mới đúng. Rồi. Ok. Anh dấu. Rồi, thầy vừa hướng đến em dạy xong cái rồi thứ 6 trong cái bài project, thầy ấn nút submit, thầy qua tiếp cái project cuối cùng nha, cuối cùng trong cái training 3. Trong bài số 7 này nó cũng có 4 task, thì trong task 1 thì mình áp dụng cái reset 1 cho cái hình honey rib apple, thì mình đây cái hình nè, được chưa? Mình sẽ vô phần format, mình vô phần effect, mình chọn reset và mình chọn cái reset 1 đây. Rồi xong. Câu số 2 áp dụng cái đóng khung cho cái hình chữ cherry photo đây. Cái cherry này mình đóng khung đây, mình chọn nó khung và mình chọn là đường xanh, mình vô cái mình chọn là ba được chưa, và cái màu xanh sáng đây, line green. Rồi xong, màu xanh sáng nha, anh dấu vô. Câu số 3 áp dụng hiệu ứng cho cái hình, cho cái đây big. Các em vô cái format, vô chọn cái effect beaver rectangle style không phải, mình tìm bằng cái thôi, circle beaver style đây nè, style nè, mình chọn cái rectangle hình chữ nhật symbol mình tìm. Ở trong cái task số 3 này thì mình sẽ tạo ứng style cho cái hình của chữ bit. Đây mình chọn hình nha, mình vô format, mình sẽ chọn cái tên beaver rectangle. Rồi đánh dấu vô. Câu số 4, câu cuối cùng, mình định dạng cái style cho cái hình đây,
mình sẽ chọn nó style nha, style. Rồi xong, vậy thầy vừa hướng dẫn em dạy xong 7 project của cái channel số 3. Thầy chào các em.